Ở đây thì trong khuôn khổ ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu lại tổng quan một số cái vấn đề trong y văn liên quan với COVID trẻ em để được giới thiệu với đồng nghiệp trong cái khuôn khổ phần trình bày của mình ngày hôm nay. Thì trước tiên ta biết COVID bây giờ ta quá quen thuộc rồi, thậm chí nghe nói này giờ là ngán luôn rồi. Đó, thì ta nhớ là bây giờ tới nay là ở Việt Nam chúng ta là từ 1 tháng 2 là mình đang công bố dịch tới giờ. Và tới giờ thì Việt Nam mình rất là mừng, chính phủ mình đã đang trong khống chế rất tốt COVID, trong khi mỗi buổi sáng mà mở TV1 thấy thế giới xung quanh thì đúng là đáng ngại. Và chính phủ mình cách đây vài bữa cũng phải lưu ý là mình phải cảnh giác với lại cái làn sóng COVID thứ ba, là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thành ra mình cũng phải cảnh giác lại COVID trong cái tình huống đó. Và cái nhận định chung về COVID trẻ em trước giờ mình vẫn có nhận định theo Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhận định thế này: cho tới ngày nay trẻ em và vị thành niên rất ít bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Và hầu hết các trường hợp mắc thuộc đối tượng này có các triệu chứng nhẹ. Đây là điểm rất là đặc biệt ở trẻ em. Và thực tế theo những con số đầu tiên ban đầu, mà chủ yếu là số liệu Tổ chức Y tế Thế giới lấy từ bên Trung Quốc, là cái ổ mà COVID đầu tiên đó, thì thấy chỉ trong số trường hợp COVID-19 trẻ em chỉ chiếm 2,4% mà thôi, và chỉ 0,2% các trường hợp là nặng cần điều trị tại khoa hồi sức tích cực, là ít và nhẹ thiệt chứ không phải là không. Và ở trong cái phân bố lứa tuổi, theo lứa tuổi thì thấy rằng các trường hợp COVID á, thì rơi chủ yếu vào cái nhóm dưới 2 tuổi, chiếm tỷ lệ là 21% các trường hợp. Và về triệu chứng của nó, ta là quá quen thuộc rồi, thì đây cũng xin không nhắc lại: sốt, ho, vân vân. Rồi về các triệu chứng ban đầu thì từ cái này, ông Zimmerman là ông đưa tổng hợp nhiều cái nghiên cứu mà chủ yếu là rơi vào toàn cái tên của Trung Quốc không ạ. Thì thấy rằng chúng ta đều quá quen thuộc các triệu chứng, chẳng hạn như ở trẻ em thì đúng là cái trường hợp mà không có triệu chứng chiếm tỷ lệ thì nó cũng khá cao, có thể 10 thậm chí là 20-30% các trẻ em bị nhiễm COVID mà không có triệu chứng gì cả. Các triệu chứng nổi và thường gặp nhất mà chúng ta đều biết rồi, đó là sốt, ho, vân vân các thứ, cái này mình quá quen thuộc rồi, thật ra xin được lướt qua. Và trên cái sơ đồ này cho thấy mình một nhìn lại một cách tổng quan về các triệu chứng của COVID. Nói chung thì các trường hợp nặng là có màu xanh đậm, màu trường hợp nhẹ thì nó có màu nâu thế này, và những trường hợp mà COVID-19 thì có một biểu hiện thế này, tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau để chúng ta nhìn lại cái các triệu chứng COVID theo cái trang web của Đại học Oxford. Vậy thì cái chuyện đó mình quen thuộc quá rồi, vậy thì trong thời gian tới, trong suốt thời gian này, khi mà dịch nó không còn Trung Quốc nữa, nó lan ra nhiều nước khác nơi trên thế giới, người ta đang trông chờ rồi, thì liệu rằng cái bộ mặt, cái bức tranh về COVID nó có thay đổi gì hay không? Đặc biệt nó nhỏ, nhiều người nói mấy ông nội Trung Quốc là hay giấu lắm, thành ra mình không biết rằng nó có còn cái chuyện gì nữa mà đang chưa công bố. Thành ra thì chúng tôi cũng tìm hiểu thêm những thông tin từ các nơi trên thế giới, đặc biệt khi mà Âu Mỹ như thế nào. Thứ nhất về vấn đề về tần số, đây là nghiên cứu được đăng trên cái của Đại học Hoàng gia của Nhi khoa của bên Anh, thì thấy rằng cái tần suất của đúng là các trường hợp COVID trẻ em, đúng nhận định ban đầu của ta là tần suất cũng thấp, là dưới 2%, mà tuổi trung bình bệnh nhân mà nhiễm COVID cũng giống như trước đây là dưới 3 tuổi. Và trong tạp chí Lancet đăng một bài tổng quan nghiên cứu đa trung tâm của nhiều quốc gia khác nhau, thì cho mình một cái bức tranh nó tổng hợp rộng hơn về COVID-19 ở trẻ em và trẻ vị thành niên ở châu Âu. Thì thấy rằng về phân biệt về lứa tuổi thì thấy rằng chủ yếu thì rơi vào cái nhóm lứa tuổi nhỏ là dưới 2 tuổi là chiếm 40%, hoặc là nhóm tuổi lớn hơn là hai cái biên đó là 34%, và đặc biệt trẻ dưới 1 tháng tuổi là chiếm tỷ lệ 7% các trường hợp. Về vấn đề triệu chứng nó có gì khác biệt trước đây thì thấy nó cũng đúng như là những cái điều người ta đã nhận diện trước đó. Thấy rằng toàn bộ các nghiên cứu thì 16% trẻ em là không có triệu chứng gì. Về triệu chứng nội thường gặp đó là chứng sốt, chiếm tỷ lệ là 65%. Và ở đây ta thấy rằng nếu mà trẻ nào mà nhập hồi sức, cần phải nhập hồi sức, thì triệu chứng sốt nó có phần cao hơn rõ rệt. Rồi triệu chứng viêm đường hô hấp trên, viêm hô hấp dưới,
Đặc biệt là triệu chứng tiêu hóa nó chiếm tỷ lệ tới 22% các trường hợp. Rồi về phương diện X-quang thì 47% các trường hợp có triệu chứng gợi ý viêm phổi và thậm chí 5% có triệu chứng gợi ý ARDS. Thì đương nhiên các trường hợp nặng cần nhập hồi sức thì tỷ lệ X-quang gợi ý viêm phổi hay ARDS thì cao hơn rõ rệt, và cũng có hiện tượng đồng nhiễm virus là 5% trong số trường hợp. Và ở trường hợp mà nặng cần nhập hồi sức thì cái tỷ lệ đồng nhiễm virus này có lên tỷ lệ là 15% các trường hợp. Và trên cái đây biểu đồ này cho thấy phân bố về cái mức độ tuổi ở các bệnh nhân COVID khác nhau. Ở đây các trường hợp bệnh nhân không cần nhập hồi sức và các trường hợp nhập hồi sức. Thế do đây chúng ta thấy rằng chủ yếu thì ở trẻ em, thì lứa tuổi mà mắc COVID thì lứa chủ yếu là dưới lứa tuổi dưới 2 tuổi là chính. Còn các trường hợp mà cần nhập hồi sức thì nó có hai biên. Một là lứa tuổi rất là nhỏ, hoặc là lứa tuổi khoảng chừng trung bình khoảng quanh khoảng 10 tuổi. Đây cái bức tranh này cho ta thấy về cái tổng quan hơn về cái bức tranh về COVID ở trẻ em. Về các trường hợp triệu chứng thì các trường hợp này Logo và Cộng sự cũng đăng trên tạp chí Hô hấp Nhi khoa của châu Âu thì có những triệu chứng khác nhau, và các tác giả thì cũng so sánh về các triệu chứng ở 1.700 trẻ với lại 10.000 người lớn mà bị mắc bệnh COVID khác nhau, thì thấy rằng những triệu chứng như sốt thì ở trẻ em là 52%, so với người lớn thì từ lớn sốt nhiều hơn 71%, ho thì trẻ em 47%, người lớn là 80% các trường hợp. Ra ở trẻ em cái mức độ biểu hiện triệu chứng của nó đúng là nó nhẹ nhàng hơn, nó không gầm rộ và không dữ nhiều như là người lớn, đúng như cái điều mà người ta đã nhận xét trước đây. Về bên Hoa Kỳ thì sao? Thì đây là một nghiên cứu đặt trên cái tạp chí hàng đầu về nhi khoa của Hoa Kỳ. Họ thống kê là các trường hợp mà nhiễm COVID-19 nặng ở trẻ em và người lớn còn trẻ tuổi ở cái khu vực Washington. Thì về phân bố tuổi thì cũng thấy giống như là chúng ta đã nhận định, hoặc lứa tuổi có hai biên, lứa tuổi dưới 1 tuổi và lứa tuổi lớn hơn, ở đây thì trên 15 tuổi, ở các mức độ khác nhau. Tất cả trường hợp bệnh nhân là ở cột màu xanh, cột màu đỏ là cái trường hợp nhập viện và trường hợp nằm hồi sức. Và ta thấy rằng các trường hợp mà phải nằm hồi sức thì chủ yếu rơi vào cái nhóm lứa tuổi lớn. Thật ra vấn đề là cái điểm rất là đặc biệt ở trẻ em, đặc biệt ở trẻ nhỏ, đúng là COVID nó nhẹ thiệt, chứ không phải là có một sự ngộ nhận ban đầu. Đây là các triệu chứng. Và trên biểu đồ này cũng của bên Anh Quốc thì cũng thống kê chúng ta một nhìn tổng quan về các triệu chứng COVID. Thật ra cũng giống như ban đầu ta nhận định. Có điều gần đây thì ta lưu thêm triệu chứng là giảm khú giác, vị giác là một triệu chứng gợi ý COVID, và được nhấn mạnh rất nhiều trong cái việc mà nhận định cái triệu chứng COVID ở bệnh nhân. Thật ra nhìn chung về COVID ở trẻ em thì người ta nhận định cho tới giờ này thì đúng là tần suất ở trẻ em là thấp thật, và đa số là không có triệu chứng, hoặc nếu có thì bệnh chỉ nhẹ thôi, và các ca nguy kịch hay tử vong thì rất là hiếm. Và người ta thì khảo sát trong suốt 10 tháng mà đại dịch ấy, thì nó không có xuất hiện yếu tố nguy cơ nào mới, và dữ kiện các xét nghiệm thì nó không có giống hoàn toàn giống như người lớn. Và tới bây giờ vẫn còn câu hỏi từ rất là sớm đã đặt ngay từ đầu: tại sao COVID-19 ít gặp và ít nặng ở trẻ em hơn so với người lớn? Gần đây thông báo một cái thông tin rất gần đây, vào ngày 17 tháng 11 thì trên thế giới, cả cũng bên Hoa Kỳ, họ thông báo của Viện Hàn Lâm Y khoa Hoa Kỳ thì bắt đầu ngày này Hoa Kỳ đã ghi nhận được trên 1 triệu trường hợp COVID ở trẻ em. Và đây là số liệu của bên Hoa Kỳ, rất là nhiều bang khác nhau trong khoảng thời gian một thời gian rất ngắn mà đã có hơn gần 200.000 ca trẻ em mới bị nhiễm COVID xuất hiện. Và đây là những cái thông điệp của họ, là tỷ lệ nhiễm ở COVID của trẻ em bây giờ nó không còn là 2% trước đây nữa, mà nó xu hướng tăng lên tới 11,5%. Ra khi mà trường hợp mà COVID nếu làn sóng thứ 3 thì đối tượng trẻ em mình cũng phải chú ý tới. Và tỷ lệ nhập viện thì nó vẫn còn thấp, tỷ lệ tử vong mình vẫn duy trì ở mức độ thấp ở bên Hoa Kỳ. Đó là chuyện thông tin, chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là ngày 12 tháng 11 vừa qua là ngày viêm phổi thế giới. Chúng tôi nhận được một thông tin của UNICEF, của nhiều tổ chức thế giới liên quan với COVID khiến mà chúng tôi phải giật mình. Đó là gì? Thì đồng ý rằng COVID ở trẻ em là nhẹ và COVID không ảnh hưởng trực tiếp nặng nề tới trẻ em, nhưng ảnh hưởng gián tiếp của nó là rất đáng kể. Chẳng hạn như vào mùa COVID, chẳng hạn như bệnh nhân, đặc biệt khi có hiện tượng có vấn đề mà cách ly xã hội đó, họ không thể đưa tới bệnh viện được,
phương tiện thuốc men cũng thiếu, trang thiết bị cũng thiếu, đặc biệt là vấn đề chủng ngừa. Các nước này nói nghèo, giảm năng lượng lực, thành ra nó ảnh hưởng đối với em, không phải là ảnh hưởng trực tiếp là quan trọng, mà cái ảnh hưởng gián tiếp là cái chuyện mà mình không thể bỏ qua được. Và người ta làm một mô hình toán học thế này, nếu theo cái đà Covid này mà diễn tiếp tục diễn ra, hiện thời vào năm 12 tháng 11 năm 2020, người ta ước tính rằng cái số lượng trẻ em dưới 5 tuổi chết trên thế giới bị viêm phổi đã giảm rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ còn có hơn 600.000, hồi trước là cả triệu, bây giờ chỉ còn hơn 600.000. Nhưng nếu Covid tiếp tục diễn tiến ra thì theo một tổ hợp học, người ta thấy tính toán là có thể tới 2,3 triệu trẻ em chết vì liên quan tới giảm tiếp cận y tế lý do Covid. Mà trong số đó một nguyên nhân quan trọng là viêm phổi. Thành ra trẻ em ít Covid mình mừng, nhưng mà mình không được chủ quan. Và cái này là cũng nhận định của ta, của tiến sĩ đầu. Về X-quang thì ở đây thì tiến sĩ Vĩnh vừa rồi trình bày rất hay rồi, chúng tôi cũng lướt qua, xin được phép được lướt qua, cũng không nhắc lại thì đỡ mất thời gian. Về mức độ nặng của Covid thì đây là cũng thống kê được cho thấy là mức độ nặng khác nhau. Thì đúng quả tình là 14% trường hợp trẻ em nhiễm Covid là triệu chứng nhẹ thôi, 30% không có triệu chứng, 36% là nhẹ, 46% là trung bình. Số trường hợp nặng chỉ 2% thôi, chỉ 1,2% là nguy kịch. Và mức độ mà bệnh nhân cần phải thở hỗ trợ hô hấp đó, thì đa số 79% không cần điều trị hỗ trợ hô hấp gì cả, và chỉ cần 13% chỉ cần điều thở oxy với lưu lượng thấp là đủ. 1% bệnh nhân thở CPAP, 3% bệnh nhân thở hypo, rồi 2% phải thở máy. Thì đặt nhu cầu điều trị hô hấp, hỗ trợ hô hấp cho em đúng là có nhẹ hơn thật. Về các triệu chứng so sánh là cho em người lớn thì cũng xin lướt qua. Và một câu hỏi đặt ra là tại sao Covid ở cho em nhẹ hơn so với người lớn? Và tôi rất là vui thế này, là ngay từ đầu khi mà dịch Covid bắt đầu xuất hiện thì do chúng tôi ở trong cái, cũng có ghi trong cái member của cái ATS Hoa Kỳ, ngay từ đầu rất sớm thì họ đã gửi ngay một cái thư cho tất cả hội viên, họ kêu gọi là mình nghiên cứu, tham gia nghiên cứu coi tại sao, trả lời câu hỏi là tại sao Covid cho em nhẹ hơn người lớn rất là nhiều. Và tới bây giờ có nhiều cái lý do để giải thích. Một là người ta liên quan tới vai trò của enzyme ACE2. Người ta nói rằng có thể ở trẻ em thì cái ACE2, cái thành phần này ít hơn ở phổi trẻ em và ít có tổn hại nội mô hơn. Và đặc biệt người ta lưu ý đây là hệ miễn dịch bẩm sinh ở trẻ em được tôi luyện tốt hơn. Một em bé dưới 5 tuổi một năm bị 5 đến 8 lần bị nhiễm trùng hô hấp cấp tính, mà 70 đến 80% đó là do virus. Thành ra vì vậy mỗi lần như vậy nó được tôi luyện hệ thống miễn dịch. Dù là miễn dịch đặc, không đặc hiệu, nhưng không đặc hiệu nó cũng có cái độc đáo của nó. Thành ra con virus nào nhào vô nó cũng đánh được. Thành ra có lẽ là một cái lý do mà người ta rất lý thú. Gần đây người ta để ra nhiều lý do khác nhau, 7 lý do khác nhau. Chẳng hạn như trẻ em ít có bệnh đồng mắt hơn. Rồi thậm chí là nói vấn đề BCG cũng vậy. BCG là cái nước như chúng ta là chủng ngừa rất nhiều, nếu không Mỹ thì không có chủng. Mà người ta thấy rằng ở những nước này BCG chích nhiều thì COVID lại nhẹ. Đây là những giả thuyết, mà thôi thì đúng là cơ chế, người ta cũng còn đang chế, thì ra cho người ta chế tiếp. Thì một cái điểm đặc biệt ở trẻ em, đó là hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ em. Thì ở đây thì có một hình vui thế này. Trong cái tạp chí New England, trong cái bài mà cái thư đầu tiên, cái bài đầu tiên của cái ban tổng biên tập đó, người ta nguyên văn ở này, cái hội chứng mà tổn thương đa cơ quan trẻ em, người ta nói là ban đầu người ta nhận định nó cũng giống như là thầy gối mù mà xem voi á. Ông rờ được cái chân thì nghĩ là con voi giống như cột nhà, ông rờ được cái tai thì nghĩ là giống như cái quạt. Bởi vì cái hội chứng này nhiều cái người đánh giá khác nhau, mà cái đánh nhận thực rất khác nhau. Và cái hội chứng này người ta ghi nhận ở bên Anh từ tháng 5 năm 2020, đã báo cáo 8 ca trường hợp bệnh nhi bị nhiễm Covid nguy kịch, có sốc tăng mạnh thẩm viêm kèm thẩm tố nhiều cơ quan, và đặc biệt có sốt cao, nổi rash, viêm kết mạc, phù ngoại vi và triệu chứng tiêu hóa. Rất là kỳ cục, mà nó rất giống như một bệnh mà bác sĩ nhi khoa nào cũng gặp tới. Nói cho vui, đó là bệnh kỳ quá xá kỳ, Kawasaki. Mà so sánh là cái bệnh Kawasaki này
thì nó không giống hoàn toàn. Bởi lẽ thì bệnh nhân này thì có lớn tuổi hơn, và đặc biệt cái tình trạng phản ứng viêm của nó mãnh liệt hơn cái Kawasaki rất nhiều, tổn thương cơ tim nhiều hơn bệnh Kawasaki, và có vấn đề yếu tố trùng tộc nữa. Đây là cái bản phân biệt giữa cái các triệu chứng của cái hội chứng tổn thương đa cơ quan và Kawasaki. Chẳng hạn lứa tuổi thì ở trẻ này thì lớn tuổi hơn, chẳng hạn nó cũng có điều tổn thương da phát ban y như nhau, nhưng trong COVID thì hội chứng này thì rất nhiều ảnh hưởng về rối loạn về bệnh lý não hoặc là suy giảm về tinh thần, còn đối với Kawasaki rất là ít. Siêu hấp thì nhiều hơn, và đặc biệt các mạc cơ phản ứng viêm nó tăng rất mạnh ở trong cái hội chứng đa cơ quan này. Troponin thường dương tính, proBNP cũng vậy, nó đáp ứng rất là mạnh, và các tổn thương đến chức năng tim thì đã nhiều hơn ở hội chứng này so với Kawasaki. Thành ra đó là một cái vấn đề nó khác với bệnh Kawasaki mà mình vẫn thường gặp. Rồi đây triệu chứng của nó hoàn toàn giống như Kawasaki, phát ban cũng y như vậy, mà bác sĩ nhi khoa nào cũng tương tự như thế, ra rất dễ nhầm lẫn với Kawasaki. Ra vì vậy ngày nay người ta có nhiều thuật ngữ để hội gọi chứng này, bệnh giống Kawasaki dần dần, và ngày nay đây là cái tên mà người ta được đồng thuận nhiều nhất. Và thường cái hội chứng này xảy ra 2 đến 4 tuần sau khi nhiễm bệnh, và không thường gặp, và đặc biệt nó liên quan đến người dưới 21 tuổi, và hay gặp người da đen hay người nam châu Á. Đây là phân bố tuổi của nó, thấy lứa tuổi của nó là quanh quẩn của khoảng lứa tuổi 10 tuổi. Về cái cơ chế của nó, người ta nói là do cũng liên quan tới cái cơn bão cytokine sau khi nhiễm cái của mặt COVID. Và về diễn tiến lâm sàng thì nhiều bệnh nhân phải nằm hồi sức, sốc dần dần, phải thở máy trên cái biểu hiện này. Và người ta, đây là 4 điều người ta tổng kết lại mình cần lưu ý tới hội chứng này. Thứ nhất, đây là biểu hiện cũng hiếm. Nó gây tổn thương viêm ở nhiều cơ quan khác nhau, tim, phổi, thận, não, da, mắt, tiêu hóa, vân vân. Và có thể kéo dài tới nhiều tuần sau khi nhiễm COVID-19 và có những triệu chứng khác nhau. Và CDC Hoa Kỳ thì người ta đưa định nghĩa về tiêu chuẩn chẩn đoán. Một là lứa tuổi dưới 21 tuổi. Về lâm sàng, đây là 3 biểu hiện. Thứ hàng sốt từ 38 trở lên, ít nhất là 24 giờ. Bệnh nặng cần phải nhập viện, có tổn thương ít nhất 2 cơ quan khác nhau. Cái điều thứ ba là có bằng chứng hưởng từng viêm rất là mạnh, rồi có bằng chứng về nhiễm COVID và không có chẩn đoán phân biệt nào khác. Về vấn đề xử trí COVID cho trẻ em thì thầy Bình đã nói rất là hay rồi. Thành ra tôi cũng xin nói nhanh về, đương nhiên mình phải đánh giá toàn diện bệnh nhân. Bộ Y tế mình cũng đang hành quyết định điều trị này. Chúng tôi xin tổng hợp một số cái điểm cập nhật. Về nguyên tắc thì thầy Bình cũng đã nói rồi, mình phải điều trị cái thể hóa các trường hợp theo phân loại các thể lâm sàng để mình chọn lựa điều trị thích hợp khác nhau. Chẳng hạn như đây trên cái biểu đồ này thì ta có phân biệt chàng bệnh nhân nếu mà COVID mà có kèm theo tổn thương phổi thì ta tự test virus dần dần thì mặt cơ phản ứng viêm nếu biểu hiện lâm sàng cái này. Nếu mà chức năng phổi vẫn còn bình thường, viêm phổi thì điều trị đặc hiệu có thể kèm theo remdesivir, corticoid dần dần các thứ. Thì khi đó thì mình có thể tính toán thêm việc điều trị IVIG dần dần nếu mà có suy tim dần dần thì theo cái biểu đồ này. Và đây là một khuyến cáo của Hoa Kỳ và Âu Châu về điều trị ở trẻ em. Thứ nhất, remdesivir thì ta khuyến cáo bây giờ có thể sử dụng bệnh nhân nhập viện về viêm phổi do COVID mà cần thở oxy, thở máy thôi, chứ còn bệnh nhân thường thì không cần. Dexamethasone khuyến cáo ở bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi do COVID cần oxy, thở máy, và không khuyến cáo dùng khí oxy chloroquine giống như ông Tổng thống Trump. Thuốc kháng virus thì mình cũng nói rồi, hydroxyurethane thì không có bằng chứng, remdesivir thì tôi xin rất nhanh tại thời gian không còn nữa. Các thuốc kháng virus thầy Bình cũng nói. Rồi corticoid thì ta không sử dụng các toàn thân thường quy nha, mà trong các trường hợp sốc nhiễm trùng có thể sử dụng hydrocortisone liều thấp. Tùy theo diễn tiến lâm sàng X-quang thì có thể sử dụng dexamethasone trong vòng 5 đến 10 ngày. Rồi trong trường hợp bệnh nhân mà hội chứng tổn thương đa cơ quan viêm cấp á, có thể sử dụng hydrocortisone liều cao. Đây là nghiên cứu recovery mà thầy Bình đã nói. Thì trong đó ta sử dụng lô dexamethasone và lô không có dexamethasone thử nghiệm, thì thấy rằng lô có sử dụng dexamethasone bệnh nhân có giảm tỷ lệ tử vong
Đặc biệt là nếu bệnh nhân nào thở máy hoặc thở oxy thì ý nghĩa này rõ ràng hơn. Còn nếu không cần hỗ trợ hấp thì không có ý nghĩa gì đặc biệt. Azithromycin thì ta sử dụng với cái cỡ mẫu với kháng viêm và điều hòa miễn dịch. Tuy nhiên người ta cảnh báo cẩn thận bởi dễ có nguy cơ về tác dụng phụ của nó. Liều lượng của nó liều cao hơn là 15mg một ký một ngày, chứ thấp cao hơn cái liều thông thường ta sử dụng. IVIG trong trường hợp bệnh nặng hoặc hội chứng viêm hệ thống ở trẻ em, em trẻ phê rong ít xài thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc kháng virus và thuốc điều hòa miễn dịch. Đây là những cái thuốc mà đã được sử dụng. Còn trong hội chứng viêm đa cơ quan thì đây là khuyến cáo, thì ngoài chuyện thở oxy, điều trị dịch vân vân, rồi thở máy, liều IVIG, liều thấp aspirin, kháng sinh theo kinh nghiệm. Đây là những cái thuốc người ta đã từng sử dụng trong điều trị IVIG. Cuối cùng thì thay lời kết luận thì tôi xin gửi lại với đồng nghiệp. Cái thứ nhất là cái bà Sally Goza là chủ tịch hiện thời của Hiệp viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ. Bà nói rằng bà là bác sĩ nhi khoa làm 30 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cái bệnh nào, virus nào mà lặng chuyện ghê gớm như thế. Thành ra phải rất là cẩn thận. Và có một cái niềm vui thế này, ATS thì tuần nào họ cũng gửi một cái thư cho hội viên. Và khi mà Covid bắt đầu thì họ gửi cho chúng tôi một cái lời của một cái nhà sư Thích Nhất Hạnh. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng, sẽ giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt hơn. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của ngày hôm nay. Và đó là cái phần mà chúng tôi muốn gửi tới quý đồng nghiệp. Đây là hình cuối cùng tôi xin tặng quý đồng nghiệp. Hình này của một bạn đồng nghiệp ở Uông Bí, được giải nhất về cái nét đẹp áo trắng trong mùa Covid-19 với cái tên gọi là cuộc sống nảy mầm trong đại dịch. Cô xin cảm ơn.